Vừa qua tại tỉnh Thái Bình đã diễn ra Hội nghị phát triển thị trường lúa gạo tỉnh Thái Bình năm 2023. Hội nghị do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức nhằm đẩy mạnh phát huy những lợi thế góp phần phát triển thương hiệu các khu vực sản xuất lúa gạo địa phương. Thái Bình là tỉnh có nhiều tiềm năng về nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo với các vùng nguyên liệu đang phát triển mạnh, có khả năng cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến. Năm 2022, Thái Bình tiếp tục là địa phương có diện tích gieo cấy lúa lớn thứ hai khu vực đồng bằng sông Hồng với diện tích khoảng 155.000 ha, sản lượng thóc đạt khoảng 1 triệu tấn một năm, trong đó khoảng 40% sản lượng tiêu thụ tại tỉnh, 60% trong nước và xuất khẩu. Nhiều năm trở lại đây, Thái Bình đạt năng suất lúa đều trên 130 tạ một ha một năm. Đây là năng suất cao so với mức trung bình cả nước. Theo chia sẻ của đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc tiêu thụ và phát triển thương hiệu lúa gạo của tỉnh Thái Bình trên thị trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa phản ánh được năng lực sản xuất của địa phương. Do vậy, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cần tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các hợp tác xã, hộ nông dân tham gia vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, mở rộng thị trường phân phối hiện đại, tích cực đưa sản phẩm nông sản Thái Bình kết nối bán hàng trực tuyến với các kênh bán hàng trong và ngoài nước, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu gạo Thái Bình, tăng cường kết nối giao thương, hướng đến xuất khẩu.